Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video giao ghế massage của team Chu Quang Huy. Mọi người hãy cùng theo chân bên mình xem quá trình giao và lắp đặt mẫu ghế massage đang được rất nhiều khách hàng lựa chọn để sử dụng và chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình như thế nào nhé. Hiện tại thì bên mình đã có mặt tại nhà khách hàng cùng với chiếc xe huyền thoại và bạn nhân viên cùng với anh kỹ thuật thì đang trong quá trình đập hộp và hướng dẫn cho bác gái cũng như là cả gia đình để sử dụng bảng điều khiển của chiếc ghế massage PT607. Đó thì nhà khách ngay ở mặt đường thì cũng rất là thuận tiện cho việc đi lại, và dù nhà khách có ở xa hay là ở miền núi, miền sông thì bên team Fuji bên mình đều có thể mang được những sản phẩm chăm sóc sức khỏe tới tay nhà khách hàng. Đó. Với mẫu ghế massage PT607 thì được rất nhiều khách hàng lựa chọn với mức giá tầm trung, và với năm 2022 thì mẫu ghế này rất là hot vì được khách hàng lựa chọn cũng như là hỗ trợ chăm sóc trị liệu của vai gáy cũng như là lưng nheo, mà thời buổi dịch bệnh như này thì chúng ta lại hay có những nhu cầu hay là hay bị những cái tình trạng đau mỏi của vai gáy do áp lực công việc hay là do chúng ta ngồi làm việc sai tư thế, do nhiều nguyên nhân lái xe văn phòng thì đều có thể bị những căn bệnh đau mỏi của vai gáy hay là lưng nheo. Đó, nếu như mọi người để quá lâu sẽ gây ảnh hưởng đến công việc cũng như là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, thì mọi người có thể chăm sóc sức khỏe tại nhà với chiếc ghế massage PT607 hỗ trợ trị liệu cũng như là chăm sóc sức khỏe. Đó. Chiếc ghế PT607 thì có thiết kế rất là nhỏ gọn, chỉ cần đặt cách tường 5cm, mọi người có không bị chiếm không gian diện tích, và đặc biệt là với thiết kế màu da thì rất là sang trọng, hiện đại, phù hợp với mọi không gian nội thất. Cùng với bảng điều khiển của chiếc ghế thì sẽ giúp cho mọi người có thể dễ dàng sử dụng là bảng điều khiển tiếng Việt, đặc biệt là khi nhà có người cao tuổi. Đó. Các bài tập ở trong bảng điều khiển thì cũng rất là dễ dàng sử dụng với các bài tập. Nếu mà bài tập cột sống thì sẽ phù hợp với các anh chị, và bài tập thư giãn hay là bài tập ngủ ngon thì sẽ ru ngủ thì sẽ phù hợp với các bác ba lớn tuổi. Đó, mọi người đều có thể cài đặt và tùy chỉnh hoặc là tăng độ mạnh nhẹ của chiếc ghế. Đó, ghế massage PT607 thì có thêm thiết kế bi lăn 3D hỗ trợ trị liệu cũng như là đau mỏi của vai gáy mà hiện nay chúng ta hay bị đau mỏi nhất. Đó, và bi lăn của chiếc ghế thì được bọc bằng silicon 100% silicon đúc đặc, sẽ massage rất là êm ái và trơn tru, hỗ trợ cho chúng ta giảm đau nhức ở trên cơ thể và cho chúng ta một cái cơ thể được thư giãn và thoải mái nhất. Đó, FC ghế massage PT607 thì cũng được thiết kế đầy đủ các tính năng như nhiệt hồng ngoại, túi khí cũng được trải dài toàn thân, hỗ trợ cho chúng ta được lưu thông khí huyết, giảm tê bì chân tay. Đó, hiện nay thì người cao tuổi hay là các anh chị hay cầm nắm điện thoại nhiều cũng hay bị vấn đề tê tay, thì chúng ta ngồi sử dụng ghế massage thường xuyên sẽ cải thiện được vấn đề tê tay đó. Và đặc biệt là với mẫu ghế massage PT607 thì có phần bi lăn massage rất là chuyên sâu ở phần lòng bàn chân, cho chúng ta có thể được ngủ ngon giấc hơn và một giấc ngủ có thể trọn vẹn và sâu giấc hơn rất là nhiều. Đó, mọi người có thể thấy chất liệu da của chiếc ghế là da PU cũng rất là mềm mại và rất không gây bám bụi, đặc biệt là dễ dàng lau chùi và vệ sinh. Đó, khi mọi người sử dụng mua một sản phẩm ghế massage bên mình thì sẽ được tặng thêm một bình xịt da, một bạt phủ ghế để cho mọi người có thể che những lúc mà chúng ta đi vắng không có người sử dụng. Đó, và bình xịt da thì hỗ trợ khi chúng ta lau có bụi bẩn bám chặt trên ghế thì mọi người dùng đến bình xịt da để vệ sinh ghế da ghế. Đó, mẫu ghế massage PT607 thì đang được rất nhiều khách hàng lựa chọn trong dịp lễ Trung thu bên mình thì vẫn áp dụng cho khách hàng với mức giá rất là ưu ái. Mọi người nếu quan tâm về các sản phẩm ghế massage bên mình hãy để lại cho bên mình một bình luận để được các bạn chuyên viên tư vấn hướng dẫn cho tất cả mọi người các sản phẩm ghế massage phù hợp nhất với gia đình của mình. Sau đây mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video lần sau. Xin chào.